Đây là ba pho tượng Tam Đa phúc lộc thọ bằng gỗ chắc siêu to khổng lồ. Đây chính là ba cụ phúc lộc thọ trên phôi gỗ chắc rất là nặng này. Đó, vừa mới làm xong và đây là ba pho to nhất năm 2023. Đó, ba pho này thì đều được chúng tôi đục chạm các cái chi tiết, ví dụ như là mặt mũi rất là thần thái tươi vui. Thứ hai là chi tiết hoa văn rất là nhỏ nhưng mà rất là tinh. Đó, từ cái áo cho đến những cái chữ thọ, chữ phúc ở trên áo này. Đó, đây là ông Lộc này, còn đây là ông Phúc này. Đó, ông Phúc bế trên tay là em bé dâng quả đào. Đó, tất cả ba vị này đều được chúng tôi làm những cái bộ quần áo rất là mềm mại, rất là tươi vui, rất là xinh xắn. Đó. Và ông Thọ thì có một cái màu gỗ là chắc đỏ đen sẫm hơn. Đó, cho nên là ông mang được một cái sắc thái, cái màu của cái màu gỗ nó đậm hơn rất là nhiều. Và cái phôi gỗ chắc thì nó rất là nặng, rất là chắc. Khi mà gõ vào như này, đó, thì cái tiếng kêu nó rất là đanh, giống như là mình gõ vào đá vậy. Đó, cho nên là xin giới thiệu với các bác ba phôi gỗ và ba pho tượng to nhất năm nay nhá.